Đấy, không cần đâu, coi như ngồi mà em quay video mà chị. Đấy, em đang phát trực tiếp đây. Để coi như là cho mọi người biết là chị em mình chiều nay đi tham quan vịnh Lan Hạ. Vịnh Lan Hạ là thuyền đang bắt đầu đi qua làng chài. Đây là làng chài trên biển của vịnh Lan Hạ. Bỏ khẩu trang ra, em bỏ khẩu trang ra. Đây chị em Bảo Vũ sáng nay vừa mới đi bơi biển xong, vừa đi tắm biển, bây giờ lại đi, chiều nay là lại đi tham quan vịnh Lan Hạ này. Đấy, bây giờ đang đi qua làng chài này. Rất đẹp luôn, tuyệt vời luôn. Thế là nhiều rồi.